quý vị, cùng với cả nước, Đà Nẵng đang nỗ lực vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa từng bước khôi phục kinh tế. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép này, một trong những giải pháp được ưu tiên hàng đầu đó là hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Theo đó, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, giải thể. Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, tính đến hết quý 3 năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, 542 doanh nghiệp giải thể và gần 2.300 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Hiện dù hoạt động sản xuất kinh doanh đã phục hồi, nhưng các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều vướng mắc. Việc tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn, mới có hơn một nửa số lượng doanh nghiệp hoạt động 100% công suất. Để hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn phục hồi sản xuất kinh doanh, Đà Nẵng cần nhanh chóng triển khai các giải pháp trước mắt cũng như dài hạn. Chúng tôi cũng được Ủy ban nhân dân thành phố đã thông báo những cái kịch bản sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, bao gồm rất là nhiều các gói giải pháp. Nhưng đơn cử thì chúng tôi cũng thấy có cái nó chưa hợp lý. Ví dụ như các doanh nghiệp nào mà thuê của nhà nước thì lại được miễn 30% tiền thuê đất. Còn các doanh nghiệp mà lại thuê đất lại của các công ty hạ tầng thì lại không được miễn. Chính những cái điều này thì cũng gây ra những cái điều bức xúc ở trong doanh nghiệp. Để thành phố Đà Nẵng sớm khôi phục nhịp độ tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp cho rằng thành phố cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, nhất là trong hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất công nghiệp, đơn giản hóa thủ tục và đẩy nhanh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng về chi phí cho các doanh nghiệp, có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời, đặc biệt tiếp tục cải cách thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, môi trường đầu tư. Thứ nhất đó là việc thực thi một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất các chính sách mà chính phủ đã ban hành để hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho người lao động. Và thứ hai là một cái giải pháp căn cơ và nó thực hiện liên tục, đó là tiếp tục cải thiện cái môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong việc là thực hiện các cái thủ tục hành chính cũng như tiếp cận các cái điều kiện nguồn lực để duy trì và những phát triển kinh doanh trong thời gian đấy. Và điều thứ ba là trong dịch bệnh thì rất là quan trọng, đó là những kịch bản ứng phó với dịch bệnh nó phải phù hợp hơn, nó phải thích ứng tốt hơn, an toàn hơn. Hiện tại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh này, để vừa kiểm soát dịch vừa khôi phục sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất là một thử thách rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Do vậy, cùng với nỗ lực tự thân của mỗi doanh nghiệp, rất cần các cơ chế chính sách phù hợp và sự hỗ trợ kịp thời từ trung ương đến địa phương.